Chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Tự Chữa Lành. Rất là vui khi mà ngày hôm nay Khải được tiếp tục ngồi ở đây để chia sẻ với quý vị những thông tin về sức khỏe. Và nội dung chính trong cái chương trình ngày hôm nay á, thì Khải sẽ giới thiệu, sẽ chia sẻ với quý vị về một cái huyệt vị mà Khải thấy nó rất là hay. Nó hay ở chỗ là nó sẽ có nhiều công dụng nha quý vị. Những cái huyệt vị khác á, thì chỉ có những công dụng cố định, còn đối với huyệt vị này thì nó sẽ có nhiều công dụng khác nhau. Từ đó nếu như mà chúng ta biết khai thác á, chúng ta sẽ tác động nó, thì từ đó nó sẽ giúp chúng ta cùng lúc là cải thiện được nhiều bệnh lý. Và những cái bệnh lý mà nó có thể giúp quý vị cải thiện được á, ở đây chúng ta có thể nêu ra như là những bệnh lý về phổi, như là cái chứng ho nhiều, hen suyễn. Ngoài ra những cái tình trạng như là đau cái vùng cổ gáy nè, và những cái tình trạng như là bị viêm họng nè, bị đau cái vùng mặt nè, vì đau răng này, nó cũng có thể cải thiện được, rất là hay. Vậy thì huyệt vị này nó có tên là gì và cái cách mà chúng ta có thể tác động nó như thế nào á, thì trong cái phần sau video Khải sẽ chia sẻ rõ ràng hơn. Bây giờ thì rất là mong quý vị hãy dành ra một ít thời gian để nhấn vào nút đăng ký, bấm vào quả chuông thông báo để ủng hộ Khải ra nhiều video hữu ích hơn trong thời gian tương lai. Bây giờ thì sẽ không để quý vị chờ đợi lâu, chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào phần nội dung chính. Và các huyệt vị mà Khải muốn nhắc tới, muốn giới thiệu cho quý vị trong cái chương trình ngày hôm nay, nó có tên là huyệt vị liệt khuyết. Huyệt vị liệt khuyết á, Khải có để cái tên ở dưới màn hình. Nếu quý vị nào mà chúng ta không nghe rõ thì có thể nhìn ở phía dưới, hoặc là nếu mà quý vị có nhu cầu ghi chép lại, chúng ta có thể bấm dừng video, lấy giấy viết ra ghi chép. Tại vì Khải biết rằng có rất là những quý vị thích học cái môn học này để mà có thể có một cái tí thông tin để mà có thể tự có thể là chữa bệnh cho chính bản thân hoặc là giúp đỡ cho người thân thì rất là tốt. Quý vị có thể ghi chép lại để sau này mà lỡ quên chúng ta lạc ra chúng ta xem cho nhanh. Huyệt vị liệt khuyết này là lạc huyệt của phế kinh. Phế kinh tức là một cái đường kinh mạch mà nó liên quan chủ trị trực tiếp ở phổi của chúng ta, và liệt khuyết chính là lạc huyệt của phế kinh. Và vị trí của liệt khuyết ấy, thì nó sẽ nằm ngay cái cổ tay. Và cách xác định ấy, thì rất là đơn giản. Những cái video trước đây để mà hướng dẫn chữa những cái bệnh lý mà có kết hợp huyệt vị liệt khuyết thì chắc có lẽ quý vị cũng đã biết, Khải cũng nhắc tới huyệt vị này. Cách xác định ấy, quý vị sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ xòe hai bàn tay đối diện như thế này, rồi khép bàn tay lại, khép tất cả những ngón tay lại nha quý vị. Tiếp theo là quý vị sẽ đan hai bàn tay vào nhau như thế này, là chúng ta để song song trước ngực. Tất cả những ngón tay là chúng ta sẽ khép vào. Chúng ta đan hai cái eo này này vào với nhau như thế này. Thì quý vị thấy này, lúc này cái ngón tay trỏ của cái bàn tay phải nó chỉ vào cái cổ tay trái. Vị trí nào thì cái vị trí đó chính là huyệt vị liệt khuyết. Đấy chính là cái cách mà chúng ta xác định huyệt vị liệt khuyết trên tay trái. Còn chúng ta xác định huyệt vị liệt khuyết trên tay phải thì chúng ta làm ngược lại, làm tương tự như vậy. Đây quý vị xòe bàn tay trái ra, khép lại, đan vào như thế này. Rồi chúng ta ngón tay trỏ chỉ vào cái vị trí nào trên cái cổ tay phải thì cái vị trí đó chính là huyệt vị liệt khuyết đây. Đó, huyệt vị liệt khuyết. Và như lúc nãy Khải có chia sẻ, huyệt vị liệt khuyết này là lạc huyệt của phế kinh. Ngoài ra, huyệt vị này cũng là cái giao điểm của phế kinh và đại tràng kinh. Và nó còn là một trong những huyệt vị bát mạch vô hội và thông với lại nhâm mạch. Cho nên huyệt vị này, bây giờ Khải sẽ nói về cái công dụng. Tất nhiên khi mà nó là huyệt vị của phế kinh thì nó sẽ có những cái công dụng là phòng và điều trị, cải thiện được những cái bệnh lý liên quan đến phổi của chúng ta. Đặc biệt là cái tình trạng mà ho nhiều. Ho nhiều, tất nhiên là khi mà ho á, chúng ta sẽ tác động vào những huyệt vị mà đặc trị ho, như là huyệt vị khổng tối này. Đấy, huyệt vị khổng tối, huyệt vị thái uyên này. Đó, và chúng ta có thể kết hợp với là huyệt vị liệt khuyết cũng được. Đấy, tạo thành một cái bộ huyệt vị có huyệt vị khổng tối, thái uyên và liệt khuyết thì nó sẽ cải thiện được tình trạng ho rất là hiệu quả. Cho dù là quý vị bị ho
thậm chí là ho ra máu. Ho ra máu, đối với trường hợp mà ho ra máu, chúng ta tác động vào huyệt vị khổng tối sẽ rất là hiệu quả. Đấy, rồi tình trạng bị khó thở và bị suyễn thì chúng ta tác động vào huyệt vị liệt khuyết này cũng sẽ mang lại hiệu quả. Đấy là những cái công dụng mà nó có thể giúp cho quý vị có thể cải thiện được những bệnh lý về phổi. Và vì là thông với lại nhâm mạch cho nên nó cũng có thể là giúp quý vị cải thiện được những bệnh lý như là liên quan đến đau dạ dày và đau tim. Và đặc biệt á, huyệt vị liệt khuyết này có một cái công dụng cũng rất là hay nữa, đó chính là nó sẽ kết hợp với lại huyệt vị ngoại quan và huyệt vị hậu khê, nó sẽ tạo thành một cái bộ ba huyệt vị cực kỳ hiệu quả để cải thiện, giải quyết được những cơn đau ở cái vùng cổ gáy của chúng ta, đặc biệt là đối với những quý vị mà bị đau cái vùng cổ gáy do tình trạng bị thoái hóa đốt sống cổ, thì kết hợp hậu khê, ngoại quan và liệt khuyết sẽ rất là hiệu quả. Hải cũng đã từng chia sẻ về cái trường hợp này trong những video trước đây. Ngày hôm nay thì chúng ta chỉ tập trung để nói về huyệt vị liệt khuyết mà thôi. Đó chính là những cái công dụng của nó. Ngoài ra, huyệt vị liệt khuyết này khi mà chúng ta kết hợp với lại huyệt vị hợp cốc á, hợp cốc nằm ngay trên cái chỗ này quý vị này, nằm ngay trên chỗ này của mu bàn tay, nó sẽ giúp quý vị cải thiện được những cái bệnh lý của cái đường kinh mạch mà đại tràng nó đi ngang qua, đường kinh mạch đại tràng đi ngang qua, như là cái vùng mà mũi, chúng ta bị những cái bệnh lý về mũi này, bị răng, tức là bị sưng răng, đau răng này, rồi bị sưng cái vùng mặt của chúng ta, bị sưng cái vùng má đấy, rồi á, là bị viêm, viêm họng đó. Khi mà chúng ta kết hợp liệt khuyết với lại quý vị hợp cốc thì nó sẽ cải thiện được những bệnh lý đó. Ngoài ra, quý vị biết rằng trẻ em á, thì sẽ có rất là nhiều cái đứa trẻ bị kinh phong. Kinh phong tức là cái bệnh lý mà chân tay nó co rút và mắt á, thì nó trợn. Đấy, thì khi mà trẻ em có cái tình trạng như vậy, quý vị có thể kết hợp để tác động vào những huyệt vị như là liệt khuyết, đấy, liệt khuyết, rồi huyệt vị nhân trung nằm ở khu vực này, và huyệt vị thập tuyên tức là tất cả 10 đầu ngón tay. Khi mà trẻ em gặp phải tình trạng như vậy thì quý vị hãy nhớ là tác động huyệt vị liệt khuyết như là Khải lúc nãy chia sẻ vị trí này. Thứ hai á, là nhân trung, khu vực ngay chỗ này này, dưới cái chóp mũi này. Thứ ba là tất cả những cái đầu ngón tay. Tất nhiên là tùy vào cái độ tuổi của cái đứa trẻ mà chúng ta sẽ tác động một cái lực như thế nào cho nó hợp lý. Và như vậy là Khải đã vừa chia sẻ xong cho quý vị về cái công dụng của huyệt vị liệt khuyết này. Nó sẽ có cái lợi ích như thế nào đối với sức khỏe khi mà chúng ta tác động vào nó, cũng như là cách chúng ta tác động cùng nó với là những huyệt vị liên quan. Bây giờ Khải sẽ chia sẻ về cái cách mà chúng ta tác động vào. Thì cách chúng ta tác động vào thì cũng rất là đơn giản. Đơn giản nhất là chúng ta sẽ dùng chính tay của chính mình và chúng ta sẽ dây bấm ấn vào cái vị trí huyệt vị liệt khuyết này bằng cách đó, là sau khi đã xác định được vị trí như thế này, chúng ta sẽ dùng cái ngón tay cái này, đây, chúng ta ấn vào một cái lực để chúng ta cảm nhận được có hiện tượng đắc khí, và chúng ta sẽ dây xung quanh cái vị trí này. Hiện tượng đắc khí trong đông y tức là cái hiện tượng mà chúng ta sau khi bấm huyệt, nó sẽ cảm nhận được hiện tượng là hơi tê, hơi đau một tí, hơi tức một tí, thì chúng ta phải tác động một cái lực như thế này mới mang lại cái hiệu quả cao. Còn dĩ nhiên khi mà bấm nhẹ quá thì sẽ không có hiệu quả, còn mạnh quá thì đôi khi lại làm phản tác dụng, để lại những cái vết bầm tím. Quý vị có thể dùng tay để dây ấn như vậy. Chúng ta mỗi lần chúng ta tác động, chúng ta dây ấn khoảng là từ 2 đến 3 phút, với một cái mức lực để chúng ta cảm nhận được có hiện tượng đắc khí nha quý vị. Đó, chúng ta dây ấn khoảng từ 2 đến 3 phút, rồi chúng ta làm ngược lại trên huyệt vị liệt khuyết trên cái cổ tay phải, hoàn toàn tương tự. Một ngày chúng ta làm khoảng 2 lần, buổi sáng và buổi tối, buổi sáng sau khi thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ có 1 tiếng. Thì ngoài cách là dùng tay, quý vị có thể sử dụng những dụng cụ hỗ trợ, ví dụ như là cây giò cầu gai. Đây, ở đây phải có cái giò cầu gai. Cách dùng thì rất đơn giản, chúng ta chỉ cầm cần cầm như vậy này, và chúng ta dùng cái quả cầu gai này chúng ta lăn, lăn vào ngay vị trí huyệt vị liệt khuyết. Khi lăn chúng ta cũng nên nhớ là chúng ta cũng đè một cái mức lực vừa phải vào để nó hiệu quả, chứ chúng ta không có lăn nhẹ thì nó sẽ không mang lại hiệu quả đâu. Chúng ta sẽ lăn như vậy khoảng 2 đến 3 phút, rồi chúng ta làm ngược lại trên cái huyệt vị liệt khuyết trên cái cổ tay phải nha. Đấy, chúng ta làm như vậy. Ngoài ra nếu mà quý vị có cái bàn tay nó yếu, chúng ta có thể dùng những cái dụng cụ hỗ trợ như là cây đũa bằng inox này,
cài bất cứ cái vật dụng gì như là cái viết bi này, tức là cái đầu kia của cái viết. Cái viết nó sẽ có hai đầu, một đầu viết và một cái đầu này. Chúng ta có thể tận dụng ngay cái đầu này, tại vì nó trơn nhẵn, để chúng ta ấn, chúng ta dày cũng sẽ mang lại hiệu quả và đỡ mỏi tay. Đó, nhớ là cái đầu nó trơn nhẵn nha quý vị, chứ không á, chúng ta dùng những cái đầu nó nhám á, là chúng ta dây nó tổn thương da đó. Còn nếu mà quý vị muốn chuyên nghiệp hơn, yêu thích cái bộ môn này để chăm sóc sức khỏe tại nhà, quý vị có thể sử dụng những cái dụng cụ mà Khải đang có ở đây, như là cây dây huyệt bằng bạc này, rồi là cây giò cầu gai này, hoặc là cây dây huyệt bằng nhựa cao cấp này. Hai cái dụng cụ này thì nó sẽ có cái công dụng gần là giống nhau, có cái hình dáng giống nhau, nhưng mà công dụng thì hơi khác nhau một tí. Tại vì cái này là nhựa, cái này là bằng sừng trâu. Nhưng mà quan trọng là cái đầu này là bằng bạc nha quý vị, bằng kim loại bạc đó. Tại vì sao? Tại vì khi mà dùng cái kim loại bạc này, thứ nhất á, là chúng ta vừa có cái công dụng là dây ấn huyệt đây. Thứ hai là khi mà chúng ta dùng bạc này, chúng ta dây vào người thì nó sẽ phản ứng với lại cái tà khí bên trong cơ thể. Tà khí ở đây được gọi là cái khí lưu huỳnh. Khi mà chúng ta bị nhiễm khí lưu huỳnh này thì cơ thể rất là mệt mỏi và uể oải. Thì chúng ta dùng cái kim loại bạc này, chúng ta đánh trên những cái vùng da. Thì nếu mà quý vị bị nhiễm khí lưu huỳnh nhiều á, thì sau khi đến một lúc trên cái vùng da này xuất hiện những cái vệt màu đen, thì chúng ta chỉ cần dùng cái khăn chúng ta lau sạch đi. Và chúng ta cứ mỗi ngày chúng ta đánh dây như vậy khoảng 2 đến 3 lần, đến khi nào mà cái vệt màu đen này nó mờ và dần dần nó mất đi, tức là cái khí lưu huỳnh trong người đã được đào thải ra môi trường bên ngoài triệt để, thì lúc này tự nhiên là cơ thể chúng ta sẽ cảm thấy nó khoan khoái, nó thoải mái hơn. Và như lúc nãy Khải có chia sẻ rằng huyệt vị lì khuyết này khi mà kết hợp với lại những huyệt vị như là ngoại quan nằm ngay chỗ này và hậu khê nằm ngay chỗ này, thì nó sẽ tạo thành một bộ huyệt vị có thể cải thiện được những cái cơn đau ở vùng đốt sống cổ. Thì nếu như mà quý vị đang gặp phải cái bệnh lý như vậy, chúng ta có thể dùng cái nhang ngải cứu để mà hơ nóng vào huyệt vị lì khuyết. Đây, nhang ngải cứu thì có thể tìm mua ở những bất kỳ cái quầy thuốc đông y nào, hoặc là liên lạc với Khải cung cấp. Khải đã làm ra những cái gói ngải cứu như thế này để tiện cho quá trình sử dụng. Thì sau khi mua về, chúng ta lấy ra những cái điếu như thế này nè. Đây, điếu ngải, chúng ta thắp đỏ lên và dùng cái ngọn lửa đỏ này, chúng ta sẽ hơi nóng vào huyệt vị lì khuyết. Đây, huyệt lì khuyết nè. Và Khải cũng chia sẻ thêm cái công dụng nữa, là do huyệt vị lì khuyết này nằm gần cổ tay, cho nên nó cũng có cái công dụng là cải thiện được cái tình trạng là đau nhức cái cổ tay. Đấy, đau nhức cổ tay. Thì khi đau nhức cổ tay, chúng ta hơi vào lì khuyết và chúng ta dùng tay chúng ta khám xung quanh cái cổ tay, cái vị trí nào mà nó đau nhiều nhất, chẳng hạn như là vị trí này đau nhiều nhất, chúng ta cũng có thể dùng ngải cứu để hơi trực tiếp vào. Đấy, và khi mà quý vị dùng ngải cứu hơi vào lì khuyết để cải thiện được tình trạng đau cứng vùng cổ gáy, thì chúng ta có thể hơi vào lì khuyết và dùng ngải cứu để hơi trực tiếp vào cái vùng đang bị đau, tức là cái cổ gáy của chúng ta. Tuy nhiên, nếu mà dùng ngải cứu hơ vào cái vùng cổ gáy thì chúng ta không thể tự làm được, thì chúng ta sẽ có những cái phương án như sau. Thứ nhất là chúng ta nhờ người thân, sau khi mà chúng ta chỉ cái vị trí đang bị đau nhiều nhất, chúng ta nhờ người thân để hơ trực tiếp vào, hơ trực tiếp vào khoảng cách hơ là từ 1,5 đến 2 cm. Thì cứ khi nào mà chúng ta cảm thấy nóng quá là chúng ta nhấc cao lên một tí. Cái này là chúng ta linh hoạt để điều chỉnh. Phương án thứ hai là chúng ta sẽ dùng cái dụng cụ này, là cái ống hơi nhang ngải cứu. Cách dùng thì cũng rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần cầm cây sắt cắm vào đứa ngải, thắp đỏ lên như bình thường, xong rồi chúng ta sẽ cho vào cái ống hơi này, cắm vào đến, quý vị thấy nè, nó đến nửa cái lỗ nhựa này, là chúng ta đưa ra phía sau cái vùng cổ gáy để mà chúng ta hơi trực tiếp trên cái vùng đang bị đau nhất. Thì đây là một cái cách nó giảm đau rất là nhanh. Đấy, vùng cổ gáy hoặc là cái vùng lưng dưới. Đây là những cái khu vực mà chúng ta thường xuyên gặp phải những cơn đau. Tại vì những cái đốt sống ở hai khu vực này nó chịu áp lực nhiều trong cơ thể, cho nên là hay gặp phải tình trạng đau nhất. Thì chúng ta sẽ dùng nhang ngải cứu và dùng cái ống hơi này để chúng ta hơi trực tiếp vào cái vùng đang bị đau. Thì đó là một cái cách giảm đau rất là nhanh. Và như vậy thì thông qua cái video vừa rồi, Khải đã vừa chia sẻ cho quý vị cách chúng ta đã xác định được vị trí của huyệt vị lì khuyết này, đã chia sẻ cho quý vị cách chúng ta tác động này, cũng như là đã chia sẻ về những cái bộ huyệt vị liên quan để mà chúng ta kết hợp
mỗi khi cần thì chúng ta kết hợp với những huyệt vị liên quan để nó giúp cho chúng ta có thể cải thiện được nhiều bệnh lý khác nhau. Hy vọng rằng những thông tin Khải vừa chia sẻ sẽ giúp ích rất là nhiều cho quý vị trong việc chăm sóc, trong việc chủ động chăm sóc sức khỏe tại nhà. Quý vị có những thắc mắc gì á, hoặc là muốn Khải làm về bệnh lý gì thì có thể để lại phía dưới phần bình luận của video. Khải sẽ cố gắng đọc và giải đáp bằng cách ra một video tương tự như thế này. Ngoài ra, muốn sở hữu những cái dụng cụ Khải có giới thiệu trong chương trình như là cái giải huyệt này, rồi cái giải huyệt bằng bạc này, đấy, rồi là cái giò cầu gai, hoặc là cái ống hơi nha ngải, hoặc là cái điếu ngải cứu này, thì quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Khải thông qua thông tin Khải có để phía dưới màn hình. Có thể gọi điện trực tiếp vào giờ hành chính. Ngoài ra chúng ta có thể nhắn tin vào Zalo, Viber hoặc là đặt hàng thông qua website. Sẽ có nhân viên tư vấn và giao những dụng cụ này đến tận tay cho quý vị, đảm bảo là hàng chính hãng sẽ được hỗ trợ và bảo hành lâu dài. Còn bây giờ nếu như mà còn thời gian, xin phép quý vị dành ra một ít thời gian để nhấn vào nút đăng ký, bấm vào quả chuông để bất kỳ khi nào Khải ra video mới chắc chắn thông báo đến quý vị đầu tiên và hoàn toàn miễn phí. Bây giờ thì xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.